Thưa quý vị và các bạn, những kết quả đạt được từ khi triển khai đến nay cho thấy, đưa công an chính quy về xã là chủ trương đúng đắn, phù hợp với đáp ứng tâm tư nguyện vọng của người dân, sự phát triển của vùng nông thôn, nhất là trong giai đoạn đổi mới hiện nay, ghi nhận của phóng viên. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, hết việc không hết giờ, 5 cán bộ chiến sĩ công an xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ luôn lấy sự hài lòng của dân làm tiêu chí phấn đấu, quyết tâm giải quyết mọi yêu cầu của nhân dân có thể trong ngày. Hôm nay tôi đến xác nhận nhân thân về cái sổ hộ tịch hộ khẩu thì được các đồng chí công an hướng dẫn đầy đủ và làm nhanh gọn, rất hòa đồng và vui vẻ niềm nở đón tiếp dân. Ngoài việc chủ động phân công cán bộ chiến sĩ phụ trách từng khu vực dân cư, các cán bộ chiến sĩ còn thường xuyên đi tuần tra nắm bắt tình hình, phối hợp với công an viên đi tuần tra ban đêm, thường xuyên có mặt tại các khu trung tâm tụ tập đông người, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ. Nhờ đó, tình hình vi phạm pháp luật đã giảm. Năm 2020 xảy ra 6 vụ việc với 19 đối tượng, thì đến năm 2023 chỉ xảy ra 2 vụ. Tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo, tạo niềm tin cho nhân dân. Từ khi có công an chính quy về, trộm cắp và đánh nhau, tệ nạn đua xe và các thứ, kể cả ma túy là không còn nữa. Nếu có công việc thì gọi các đồng chí cũng đến có mặt ngay. Người dân thì rất yên tâm và phấn khởi. Công an xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cừ thường xuyên cắt cử 2 cán bộ trực giải quyết các thủ tục hành chính người dân tại trụ sở. Còn lại, chú trọng nhiều đến công tác tuần tra, nắm tình hình tại các thôn xóm, đặc biệt là khu chợ trung tâm, nơi thường xuyên tập trung đông người nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân. Điểm khác biệt là từ khi có công an chính quy, các vi phạm pháp luật về ma túy giảm và các vi phạm khác như trộm cắp tài sản và các tệ nạn khác cũng giảm theo. Chỉ tính riêng năm 2023, công an xã phối hợp với công an huyện phát hiện, bắt giữ, xử lý 16 vụ việc về ma túy. Riêng công an xã trực tiếp phát hiện, thụ lý 5 vụ. Tối thì anh cũng đi tuần tra liên tục, nhất là những cái dịp Tết, anh đi tuyên truyền về pháo nổ rồi phòng cháy chữa cháy. Cái đối tượng về nghiện hút thì giảm rõ rệt. Dân là rất tin tưởng ở cách giải quyết nó nhanh gọn và nó trình tự của anh em công an chính quy. Khi công an xã chính quy về thì cái tình hình an ninh trật tự của địa phương được cải thiện rõ rệt và các cái vụ việc đã giảm. Khi người dân có thông tin thì công an chính quy kịp thời giải quyết, giúp bên chính quyền giải quyết nhanh gọn kịp thời các thủ tục hành chính. Ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tội phạm, tai tệ nạn, từ khi công an chính quy về xã, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc ở các địa phương đều phát triển mạnh và đạt hiệu quả cao, thành lập mới nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông và đặc biệt là mô hình liên gia về phòng cháy chữa cháy và địa bàn không có ma túy.